chết cười với 10 lời nói dối kinh điển của chính phủ Triều Tiên. Triều Tiên hiện nay đang tồn tại một cách độc lập và chẳng liên hệ gì với thế giới bên ngoài, cho nên những việc chính phủ Triều Tiên tuyên truyền với người dân đều mang tính chủ quan và buộc dân chúng phải nghe theo, hay chúng ta gọi là mị dân. Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi tại sao người dân không giao lưu với thế giới bằng mạng Internet để biết đâu là đúng, đâu là sai. Chà, có lẽ lãnh đạo của họ cũng lường trước được việc này nên chọn cái giải pháp là cấm, không cho người dân dùng. Thêm nữa thì mạng Internet của họ không kết nối với mạng của thế giới, mà chỉ gồm những website trong nước và chỉ người làm nhà nước mới được phép truy cập. Hay như chúng ta đang sống ở năm 2015, trong khi đó thì Triều Tiên đang sống ở năm 103. Lý giải điều này, người ta cho biết họ coi năm đầu tiên, tức là năm nhất, là năm ông Kim Ai-sung ra đời, Thực ra thì nhiều người dân cũng biết một số điều chính phủ tuyên truyền là không đúng, nhưng họ cũng không dám bày tỏ quan điểm vì họ sợ bị tử hình hoặc bị lưu đày. Triều Tiên luôn luôn tuyên truyền những điều lố bịch thông qua truyền thông. Nhằm mục đích đề cao những người đứng đầu đất nước, đó chính là Kim Jong Ai hoặc con trai của ông ta, người đang đứng đầu chính phủ Kim Jong Un. Và dưới đây là 10 lời nói dối lố bịch nhất mà cả đất nước Triều Tiên đang bị buộc phải nghe theo số 10 nước mỹ phát động chiến tranh nam bắc triều tiên chính phủ tuyên truyền rằng mỹ chính là nước khơi màu cho cuộc chiến tranh nam bắc triều tiên đầu tiên thì mỹ dùng thủ đoạn để kết thân với hàn quốc sau đó lấy hàn quốc làm bàn đạp để tấn công đất nước đang hòa bình là triều tiên nhưng vì kim ai sung quá anh dũng nên đã chiến đấu quyết liệt để đánh đuổi mỹ họ còn mỹ dân rằng Mỹ vẫn luôn lâm le đánh chiếm Triều Tiên, và rằng Hàn Quốc hiện nay đã làm tay sai cho Mỹ, nên bất cứ ai vượt biên sang Hàn Quốc sẽ bị bắn chết ngay lập tức. 9. Kim jong ai sinh ra một người siêu phàm Theo như tiểu sử chính thức của Kim Jong-il, ông ta sinh ra trên một ngọn núi hiểm trở nhất ở dãy đất Triều Tiên có tên là núi Baekdu. Trong một doanh trại quân đội bí mật tại thời kỳ Nhật Bản gây chiến nhằm thâu tóm Triều Tiên, vào chính thời các ông ta sinh ra có một ngôi sao xuất hiện và tỏa sáng trên bầu trời các mùa trong năm đột nhiên thay đổi từ đông sang xuân và có một cầu vồng kép xuất hiện tuy nhiên điều này lại mâu thuẫn với những ghi nhận của Soviet rằng sự thật thì ông Kim sinh năm 1941 trong một ngôi làng của người Siberi ở Vyroske số 8. Kim jong ai là một biểu tượng thời trang vào năm 2010, thì truyền thông của Triều Tiên thông tin rằng phong cách thời trang của Kim Jong-mai đang gây bão trên toàn thế giới. Phong cách ấy trở thành xu hướng thời trang lan rộng từ nước này sang nước khác. Chính bộ quân phục Kaki có khóa kéo đi cùng quần Âu đồng điệu tạo nên một người đàn ông lịch lãm nổi bật. Chà chà, thật may mắn cho ngành thời trang thế giới vì chẳng ai quan tâm hoặc thích thú gì với kiểu cách đó. Nếu như truyền thông Triều Tiên nói thì quả thật là tai họa của hành tinh. Số 7. Kim Jong Ai được yêu mến và cả thế giới đều ghen tị với Triều Tiên. Khắp đất nước này, đâu đâu cũng được thông tin rằng Kim Jong Ai được cả thế giới yêu mến đến mức mà ngày sinh nhật của ông mà cả thế giới làm cả phim về ông, rồi tổ chức những lễ hội hoành tráng để chúc mừng. Ngoài ra thì cả thế giới còn rất ghen tị với Triều Tiên vì chất lượng cuộc sống của nước này đang cao nhất thế giới. Và đáng buồn thay, thực tế quốc gia này lại đang rất nghèo nàn Thậm chí cả thế giới nghi ngờ về chính sách của đất nước này khi vào những năm 1990, Kim Jong-ai đã tạo ra và kéo dài nạn đói. Còn về hiện tại, hơn một nửa dân số nước này không có điện, không có nước và không có đủ thức ăn. Số 6. Kim Jong-ai phát minh ra bánh hamburger Khi Mỹ còn tham chiến trên mảnh đất Triều Tiên thì họ đã mang đến nhiều thứ từ phương Tây sang. Nhưng khi không còn chiến tranh ở nơi đây, thì Triều Tiên lại thông tin rằng những thứ như là bánh hamburger là do ông Kim trong ai phát minh hoặc chính ông Kim là người xây dựng máy móc thiết bị để sản xuất ra hàng loạt sandwich mà ở đây nó có tên là bánh mì kẹp thịt để cung cấp thức ăn chất lượng cho những giáo viên và sinh viên ở trường đại học. Số 5. Kim Jong-ai là người chơi golf và bowling giỏi nhất thế giới Truyền thông Triều Tiên khẳng định, năm 1994, Kim Jong Ai đánh đúng tất cả các lỗ gôn và thiết lập được kỷ lục mới, 38 cú đánh trong sân 18 lỗ. Và còn nữa, năm cú đánh trúng lỗ phát một là những cú đánh đầu tiên khi mới cầm gậy của ông. Không thể tin nổi, quá siêu phàm. Ông ta được ghi nhận là 25 cú đánh tốt hơn cả những người chơi golf giỏi nhất thế giới. Còn nữa, golf không phải là môn duy nhất ông ta chơi giỏi, vì truyền thông Triều Tiên ghi nhận khi lần đầu tiên chơi bowling, ông ta đã ghi được số điểm tuyệt đối lên đến 300 điểm. Không một tổ chức truyền thông nào khác ghi nhận những thông tin này, thật nực cười. Số 4, Kim Jong-ai có phép thuật. Kim Jong-ai được ghi nhận là một người có phép thuật, tiểu sử chính thức của ông ghi rằng Ông không sử dụng toilet. Bởi vì ông không cần, nghĩa rằng ông không bao giờ đi đại tiện hoặc tiểu tiện. Nghe thật điên rồ và khó tin, nhưng đó lại buộc phải tin ở Triều Tiên. Những lời nói dối đó khiến cho Kim Jong-ai xuất hiện như là Chúa trời. Kim Jong-ai còn tuyên bố rằng ông ta có thể điều khiển được thời tiết theo cảm xúc của chính mình. Số 3. Kim Jong-ai chữa được bệnh lùng. Năm 1989, Triều Tiên tổ chức một sự kiện đình đám được biết đến như là lễ hội thế giới dành cho những người trẻ tuổi và sinh viên. Đáng kinh ngạc, khi Trong Ai phát hiện ra một loại thuốc thần kỳ có thể chữa được bệnh lùng và phát những cuốn sách mỏng để tuyển những người lùng nhằm điều trị ưu tiên trong sự kiện đó. Tuy nhiên, thuốc bệnh lùng hóa ra lại dùng với mục đích khác. Tất cả những người lùng sau khi được điều trị bị quay lại và đưa đi lưu đày đến những hòn đảo xa xôi không ai biết, để những gen lùng sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng dân số. Quá lỗ bịch vì Kim Trong Ai cũng chỉ cao 5 feet 3 inch, tương đương là 1,6 m Số 2. Kim Trong Ai sinh ra đã là một người siêu phàm. Theo như những ghi nhận chính thức của Triều Tiên, thì Kim Jong-ai phát triển một cách lạ thường vì ông ta học đi khi mới 3 tuần tuổi và có thể nói vài tuần sau đó. Trong khi học ở trường đại học Sung, Kim Trọng Ai đã viết 1.500 cuốn sách suốt 3 năm, nghĩa là hơn một cuốn một ngày và 6 cuốn là toàn bộ nhạc kịch opera. Và tất cả những vở opera đó của ông hay vô cùng, hay hơn tất cả những vở nổi tiếng trong lịch sử. Các kỹ năng thể thao và kỹ năng viết lách, Kim Trọng Ai là một trong những người đàn ông tài năng nhất hiện nay. Lời nói dối số 1. Triều Tiên không cho phép truy cập Internet để bảo vệ phương Tây Theo một thông báo mới đây, chỉ không một người dân Triều Tiên nào được truy cập Internet trừ nhân viên của chính phủ. Quá rõ ràng nhận ra họ không muốn người dân của họ tiếp xúc với văn minh nhân loại, cho nên họ cấm. Nhưng Triều Tiên lại lý giải điều này rằng họ muốn bảo vệ danh tiếng của người phương Tây và rằng vì trên Internet có những thứ ô uế bẩn thiểu và chắc chắn dân họ sẽ xem được, từ đó sẽ có những bình phẩm không tốt về phương Tây. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.